Xin chào các bạn nhé. Dùng điện thoại iPhone, đặc biệt khi các bạn dùng cái ứng dụng App Store trên iPhone, các bạn không còn xa lạ gì đối với cách dùng cũng như là cái tính năng của App Store rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ nói thêm và giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để các bạn có thể cập nhật ứng dụng ở trên App Store một cách chuẩn và đúng cách nhất khi các bạn sử dụng để cho thuận tiện trong công việc của các bạn nhé. Như các bạn nhìn thấy thì trong cái phần cập nhật tất cả này ở trên cái phần App Store khi mình đang vào thì sẽ là những cái phần ứng dụng, những cái phiên bản cập nhật từ những cái ứng dụng mà các bạn đang dùng. Thì các bạn nhìn đây thì nó sẽ có 6 cái ứng dụng cần cập nhật. Vậy thì làm sao để cập nhật cho đúng và hiệu quả và các bạn có những trải nghiệm thật tốt thì các bạn cùng tham khảo cách những cái cách để các bạn có thể cập nhật nhé. Để cập nhật những cái phiên bản ứng dụng khi các bạn đã dùng và những cái ứng dụng đã có ở trên máy của các bạn rồi, mỗi khi có những phiên bản mới, những cái tính năng mới thì để làm sao cập nhật đúng cách và theo nhu cầu của các bạn thì các bạn tham khảo cho mình sau. Đầu tiên các bạn vào cho mình mục cài đặt, sau đó thì các bạn di chuyển tìm xuống cho mình cái mục là App Store nhé. Rồi trong cái mục App Store này thì các bạn sẽ nhìn xuống cái phần là tải về tự động này. Đó, nó sẽ có cái khung tải về tự động. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và như của mình đây thì những bạn nào mà đang gặp giống mình như thế này ấy thì các bạn sẽ thấy là các bạn không thể nhấn vào được những cái cài đặt tải về ứng dụng này, cập nhật ứng dụng này. Đó, các bạn không thể tải, không thể chọn nhé. Thì cái nguyên nhân chính đó là các bạn đang bật cái chế độ là tiết kiệm pin. Rồi các bạn hãy tắt cái phần tiết kiệm pin cho mình thì các bạn đấy, các bạn tắt đi nhá. Đấy. Ok. Rồi thì các bạn sẽ thấy rằng những cái phần này nó đã được đậm lên. Và nội dung chính đó là các bạn hiểu và mình giới thiệu cho các bạn cách để các bạn có thể cập nhật ứng dụng đúng cách như sau. Thì tại đây có cái mục là các bạn chọn vào ô thứ hai nhé, cập nhật ứng dụng. Đấy. Ở phía dưới là tự động cài đặt bản cập nhật ứng dụng mới. Cái cách đầu tiên này là cái cách ví dụ như các bạn đang bật xanh như thế này, là khi mà có những phiên bản mới trên các ứng dụng nó sẽ được tự động cập nhật, không cần các bạn phải vào các bạn thao tác nữa, mà khi chỉ cần có mạng này, có internet này thì các bạn những cái bản cập nhật đó nó sẽ được tự động cập nhật. Đấy, tức là phần tự động nói chung là phần auto nhé. Đấy, còn ví dụ như các bạn tắt như thế này, nhiều khi các bạn không muốn cập nhật theo cách tự động hoặc là các bạn muốn cập nhật ứng dụng nào các bạn vào trong App Store các bạn cập nhật ứng dụng đó. Nhiều khi các bạn ví dụ một cái ứng dụng ấy các bạn dùng quen cái phiên bản đó rồi, các bạn không muốn cập nhật lên cái phiên bản mới đó, các bạn dùng những tính năng đó cảm thấy đang dùng rất là tốt, rất là hay thì các bạn không cần cập nhật đó, thì các bạn tắt cái phần này đi. Đấy, thì để mà cập nhật bằng tay tự động ấy, thủ công, cập nhật theo cách thủ công ấy, các bạn sẽ vào cho mình cái phần là App Store này. Đấy, App Store nhé. Đấy, và các bạn sẽ chọn vào cái phần là avatar này. Thì nếu mà các bạn tắt cái phần tự động rồi thì các bạn sẽ nhìn vào cái phần avatar trên đầu này. Trên đầu cái biểu tượng avatar có cái số 6 đây nhé, tức là 6 cái ứng dụng mình cần phải cập nhật. Đó, thì nếu mà các bạn không muốn cập nhật ứng dụng nào các bạn để lại, các bạn muốn cập nhật ứng dụng nào thì ví dụ như mình muốn cập nhật cái ứng dụng Facebook chẳng hạn, mình chọn cập nhật thủ công, mình chọn nhấn trực tiếp vào. Đấy, ứng dụng Google Drive mình để lại này. Đấy, ví dụ như ứng dụng Messenger này mình cũng muốn cập nhật này. Đấy, còn ứng dụng Google Maps mình đang dùng khá là ok rồi thì mình không cần cập nhật. Đó, thì các bạn chỉ cập nhật những cái ứng dụng nào mà các bạn chọn vào thôi, còn không thì các bạn vẫn dùng cái phiên bản mà của cái ứng dụng đó nhé. Và khi các bạn mình vừa chọn hai ứng dụng cập nhật bằng thủ công xong thì các bạn nhìn trên cái phần cập nhật tất cả này thì đang hiển thị số 4, tức là còn 4 ứng dụng đó mình không muốn cập nhật thì vẫn giữ nguyên cái bản, những cái bản theo cái ứng dụng đó nhé. Rồi quay trở lại phần cài đặt một chút này. Đó, thì nếu các bạn đang tắt như thế này thì là cập nhật theo cách thủ công nhé, nó sẽ không tự động. Còn các bạn bật như thế này, đó, mình nhắc lại nhé. Đấy, các bạn có thể lựa chọn hai cách để các bạn có thể cập nhật ứng dụng. Một là tự động, các bạn muốn cập nhật tự động ấy thì các bạn chọn cập nhật tự động này, các bạn bật hết những cái phần là tải về tự động này lên. Đó, các bạn bật hết lên. Còn nếu các bạn muốn dùng theo cách thủ công thì các bạn tắt như thế này nhé, đó, tắt hết những cái phần này đi. Đó, thì bản thân mình dùng thì mình không muốn cập nhật tự động, mình tắt hết những cái phần tự động này đi.
Đó, bởi vì khi ví dụ như các bạn đang dùng một cái ứng dụng nào đó có cái phiên bản mới về, đó, có phiên bản cập nhật mới về thì nó sẽ ảnh hưởng trong quá trình các bạn sử dụng. Ví dụ như nó sẽ bị chậm này, hoặc là nó sẽ bị thoát ra ngoài, đó, bởi vì nó đang cập nhật cái ứng dụng, nó rất ảnh hưởng đến trong quá trình các bạn sử dụng nhé. Đó thì theo mình thì các bạn nên tắt những cái phần này đi, còn tùy theo nhu cầu của các bạn thôi. Các bạn có thể lựa chọn theo hai cách mà mình vừa giới thiệu nhé. Hy vọng qua một vài cái hướng dẫn vừa rồi cũng như là một vài những cái cách để các bạn có thể cập nhật ứng dụng trên App Store cách đúng và chuẩn nhất thì các bạn có thể tham khảo video này. Hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong quá trình trải nghiệm khi các bạn dùng điện thoại iPhone nhé. Và đồng thời các bạn nếu thấy video hay nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người biết cách này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.